Hello anh em, đây là chiếc sàn kiểu giọt nước, họa tiết giọt nước dành cho xe Kia Carnival đời 2025, Hiếu vừa hoàn thành xong. Anh em biết không, để mà làm hoàn thành được một cái bộ sàn thì nó cũng đòi hỏi anh em chúng ta rất là tỉ mỉ anh em nha. Như là Hiếu đang đứng ở trong cái phòng này là cái phòng kính luôn anh em. Trong quá trình chúng ta thi công, chúng ta đổ xong và chúng ta dán cái phần PVF để nó chống chảy xước. Nó hoàn thành như thế này hết thì chúng ta mới bắt đầu chúng ta đưa vào bên trong xe. Và anh em thấy đây là bộ sàn mà Hiếu vừa hoàn thành để chuẩn bị là lắp cho xe Kia Carnival. Tuy nhiên là Hiếu làm bộ sàn này gửi cho một vị khách ở tỉnh chứ Hiếu không có lắp ở đây. Và anh em thấy không, trên cái sàn thì này là full sàn luôn, thành ra nó có những cái miếng nè, giống như là từ ở cái phần cốp cho tới cái phần cái khoang hành khách nè, rồi cái phần tài xế phụ xế và cái phần gốc lưng nữa, cho nên anh em thấy nó có nhiều cái chi tiết nhỏ như thế này. Và đặc biệt tại sao trên cái phần khoang hành khách thì anh em thấy nó có một cái lỗ trống bự không, cái đó là chỗ để mà Hiếu chừa cho cái để sau này chúng ta đăng kiểm chúng ta thấy được cái số khung số sườn đó anh em ha. Và chúng ta Hiếu cũng có làm một cái miếng nhỏ để lắp che nó lại. Đó, khi nào chúng ta đăng kiểm thì chúng ta lấy ra. Đó, anh em yên tâm. Và anh em nào chúng ta quan tâm về bộ sàn mà có những cái họa tiết bắt mắt và đẹp long lanh như thế này thì hãy liên hệ với Hiếu nha. Xin thân ái chào tạm biệt anh em.